Sao chú tới chạy dữ vậy? Tao đang cúng đình ở Cao Lãnh á. Nghe mày gọi điện thoại tao lên liền nè. Ôi trời đất ơi, lúc này ngộ mày. Cái gì ngộ? Trên đường đi người ta khuyến mãi quá trời mày ơi. Ôi thì Tết nhất tới nơi phải vậy chứ sao. Tao lên bến phà ăn tô bánh canh, bà kia tặng tao 1 ký chanh. Ôi ghê vậy ta. Chị kia mua gói trà tặng con gà. Quá đã. Ông kia quốc sĩ di nịch tặng con vịt. Được đó. Bà kia mua cái lưu tặng con cu. Ê, con cu đất ông nội. À cái con cu đất mà mình nướng mình nhậu á hả? Ừ. Ôi con nói chú nghe, cái đó là chuyện nhỏ. Bây giờ trái cây cũng có khuyến mãi nữa. Ủa có sao? Có. Khuyến mãi gì con? Ăn trái cốc tặng xe A Móc. Ghê vậy? Chứ sao? Ê, gì? Chỗ kia kìa bán thực phẩm ăn uống nóng mà có khuyến mãi luôn. Ăn đồ nóng có khuyến mãi luôn hả? Ừ. Ăn gì khuyến mãi gì? Ăn tô phở khuyến mãi gì? Tặng nhỏ ở. Khó luôn hả ta? Mày nuốt hết cái lẩu tặng nhỏ người mẫu. Chỉ con chỗ ăn đi. Ăn không? Ăn. Ăn 1 ký khoai lang. Tặng cái gì? Tặng chiếc xe tan. Thứ gì nghe gái cái mê cái tay thật tặng con à. Có mà chú ơi. Sao vậy? Dạ sao? Dạo này nhậu nhẹt sao vậy? Dạ thì ngày nào cũng thế, ngày nào con cũng nhậu. Rồi vợ mày đâu? Trời nó quên đến Tết nhất nó bỏ con đi cái tuần lễ nay rồi. Về quê rước vợ mày lên mày. Bây giờ chú có cách nào làm con tâm phục khẩu phục để con mới rước nó lên. Bây giờ ý mày sao? Đây hôm nay đây có chương trình văn nghệ nè, mình chơi ca nhạc với nhau. Giỡn mày. Gì đâu giỡn? Trời biết Châu Gia Kiệt không? Trời con biết sao biết. Tao ca, nó ca không có lợi tao một miếng nào á. Ghê vậy đó hả? Châu Gia Bò. Thôi miễn sao con không cần biết bây giờ chú dám thi với con hay không á. Trời ghê vậy. Ừ. Thi gì? Thi ca nhạc với nhau nè. Là ca làm sao? Thì bây giờ mỗi người ca khúc coi ai nhiều hơn ai. À ca liên khúc phải không? Đúng rồi. Rồi tao ca đặc biệt trong bài ca phải có con thú. Gì kỳ vậy? Vậy đi. Rồi chấp chú luôn nhưng mà từ 1 con tới 10 con nha. Quốc mày. Ai hát trước? Mày nhỏ cho mày hát trước. Rồi bắt đầu nghe. 1 con. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố lông gà giăng ra. Một con đâu? Này cô bé có mái tóc đuôi gà. Còn cái đầu mày nuốt hả? Ngu gà người ta nguyên con ăn ăn cái đuôi. Biết cái đuôi là cái gì không? Là gì? Cái phao câu. Biết phao câu là gì không? Không. Về hỏi ba mày á. Dính líu tới ba con. Hồi đó tao ba mày đi nhậu, má mày đi ngang, ba mày địa, ba mày nói bà mẹ ăn nhỏ đó phao câu múp quá. Có phao câu mới có cái mặt mày á. Thôi kệ con đi, miễn sao con có 1 con, tới chú 2 con. Mấy con? 2. Về lại quê hương Sóc Trăng. 2 con. Con cầu 1, 2 con đâu. Về lại quê hương Sóc Trăng. Con sóc con trăng. Tính cái chữ thôi đó hả? Vậy đi. Ăn gian mày. Đừng tin dạo lời ông bướm, đó là hổ sâu là cạm bẫy tình yêu. Ba con đâu? Đừng tin dạo lời ông bướm. Con ông, con bướm. Đó là hổ sâu trong thâu. Bốn con đi. Mấy con? 4 con. Em nghe gì không ơi em, con chim nó hót vang đầu hè. Con chim. Em thấy gì không ơi em, con chim nó hót vang ngọn tre. À. Hót đi chim, hót đi chim, 4 con chim. Vỗ lớn lớn cho nó nhục. Chú dài vàng quá chú ơi. Ăn gian ông nội mà chứ ăn gian. Tự nhiên hót đi có 4 con. Con chim đầu hè, con chim ngọn tre, hót đi chim, 4 con nó nằm 4 chỗ. Rồi ví dụ như hát 100 con cái chú cũng đứng đó hót. Mày có kêu tao ca khác nhau đâu. Chú ăn gian. Gian gì? Bỏ, bây giờ mình chơi cái khác khó hơn. Làm gì? Chơi đố đi. Rồi cho mày đố trước á. Con đố trước luôn phải không? Rồi. Nghe nè, bây giờ con đố chú ha. Con mũi nó sống nhờ được gì? Hút máu nè. Bậy. Nó hửi không khí. Chợt. Rồi coi như là thua. Con mũi sống nhờ được á. Cái gì? Đập hụt. Là sao? Chứ đập chúng nó chết mẹ làm sao chú. Đúng không biết nhé. Cảm ơn các chị.